hoặc hiểu lầm mà còn nghĩ là mình có ý xấu rồi đem điều đó đi nói với người khác là mình có ý xấu với họ thì như vậy nên làm gì? À, quý vị có còn nhớ cái kinh Pháp Cú mà hôm bữa trước sư giảng không? Tức là một người cư sĩ đó là thánh tam quả nha, vị thánh tam quả Anaham đó. À, khi mà được nhà vua thỉnh vào trong cung để thuyết pháp thì vị này có nói một điều như thế này, đó là cái việc của chư tăng mà một người cư sĩ làm á thì nó không có nên, nó là một cái lỗi lớn. Cho nên là thỉnh nhà vua hãy tìm và thỉnh một vị sư để làm cái chuyện đó. Ý sư muốn nói là gì? Có những chuyện mình phải xem coi đó có phải là phận sự của mình hay không. Nếu như đó không phải là phận sự của mình ấy mà mình làm thì đó là một cái lỗi. Bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất ấy, là mình không nắm được bổn phận của mình và mình nhảy vào mình thay thế bổn phận của chư tăng. Rồi người khác nhìn vào đó thì sẽ nói là anh là cái gì mà anh nói. Hả? Người ta sẽ đặt vấn đề anh có tư cách gì để anh nói. Ví dụ như sư ngồi ở đây, sư chia sẻ chánh pháp, quý vị ngồi để quý vị nghe. Nhưng mà đấy, một người cư sĩ còn lấy vợ, còn lấy chồng, còn sinh hoạt gia đình, còn sống một đời sống hưởng dục mà ngồi nói mấy chuyện này, quý vị sẽ có cảm giác khác. Đấy. Rồi. Cho nên ấy, khi mà mình nói đó, mình phải xem coi là cái đối tượng đó họ có cần hay không, họ có yêu cầu hay không, họ có nhờ vả hay không. Bởi vì có những khi đó mình nghĩ là mình chỉ nói bằng cái lúc mà mình sẵn sàng để nói thôi. Chứ không phải là cái lúc mà họ sẵn sàng để nghe. Mà Đức Phật nói như thế nào? Trong Tăng Chi Bộ Kinh, khi nào mà ở những nơi đó người ta không sẵn sàng để nghe về giới luật mà mình đem giới luật ra mình nói đó thì Thế Tôn gọi đó là vụng thuyết. Khi nào mà người nơi đó đó họ không sẵn sàng để họ nghe về chánh kiến mà mình đem chánh kiến ra mình nói thì Thế Tôn gọi đó là vụng thuyết. Khi nào mà ở nơi đó họ không sẵn sàng để nghe về thiền định mà mình đem thiền định ra mình nói thì Thế Tôn gọi đó là vụng thuyết. Bởi vì sao? Bởi vì đó, đối với một người không có giới, họ không có giữ giới mà mình đem giới ra mình thuyết á thì họ sẽ nghĩ là mình không có giới. Rồi thì họ cho nên á là họ sẽ không thoải mái và họ sẽ chống lại. Thì như vậy cái chuyện mình nói nó không có nên. Hoặc là những nơi mà họ có tà kiến ấy, mà mình không có vai trò, mình không có trách nhiệm, mình không có khả năng mình nói và mình đôi lôi cái chuyện đó ra mình nói thì họ sẽ nghĩ là mình không có chánh kiến, mà người ta nói mình cũng không có chánh kiến thì người ta sẽ không thoải mái và người ta sẽ chống lại. Cho nên phải lựa lời mà nói, phải lựa lúc mà nói. Chứ không phải là mình cứ sẵn miệng mình ra mình nói. Có những nơi đó người ta phát biểu một cái câu nào đó tà kiến ha, mà sư lặng lặng sư đi, sư không nói tiếng nào. Bởi vì sư biết họ không có nhờ, họ không có mượn và họ không sẵn sàng để họ nghe. Và nếu mình nói nó chỉ phản tác dụng thôi. Sư hứa luôn, có những khi đó sư thấy một người sắc sanh, sư không cản.
Nếu như sư thấy là người đó họ không sẵn sàng để họ nghe, và cái lời khuyên lời nói của mình không đem lại lợi ích mà nó chỉ gây ra cái sự oán hận, sự hận thù, sự oan cái không cần thiết, thì sư sẽ im lặng, sư không nói gì. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình ha. Chỉ nói, sư lặp lại nhớ giùm, chỉ nói khi nào họ sẵn sàng để nghe, chứ không phải nói khi mà mình sẵn miệng để mình nói nha. Cho nên đúng thời điểm nó rất là quan trọng, và mình còn phải coi coi là mình nói như vậy mình có lựa lời để mình nói hay không, mình nói có khéo hay không. Có những người đó họ nói với cái vai trò xây dựng để người ta thoải mái, người ta tiếp thu và người ta sẵn sàng để họ thay đổi. Và sư nói thậm chí có nhiều người đó, họ nghe chửi mà họ cười được. Nhưng mà có những người đó cũng cái câu đó, nhưng mà nếu như họ nói đó thì người ta chỉ muốn làm ngược lại để cho hả cái nư người ta thôi. Cho nên là mình phải coi coi, mình phải coi coi là mình có biết lựa lời mình nói hay không. Rồi khi mà mình có lời khuyên mình nói như vậy đó, mình có nói bằng cái tâm từ hay không, hay là mình đang bất mãn mà mình nói bằng tâm sân. Sư nói hoài, khi mà nói ai đó, khuyên ai đó một điều gì, hướng dẫn giúp đỡ ai đó một điều gì, xem coi mình có tâm từ hay không, hay là mình đang tâm sân. Nếu như mà mình đang có tâm sân ấy thì phải giải quyết tâm sân đó. Chứ còn nếu như mà chúng ta khuyên, chúng ta nói, chúng ta góp ý, hoặc chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta nói bất cứ điều gì mà bằng tâm sân thì nó sẽ không đem lại hiệu quả như mong muốn, mà nó sẽ thậm chí nó gây ra cái quả báo bất thiện cho mình nữa. Cho nên phải tránh ha. Còn một điều nữa đó là nếu mà nhắm ấy không được nữa thì mình tìm đối tượng khác. Có những con người trong cái con đường hoằng pháp của sư, thì sư có gặp những con người mà đối với sư á, đối với cá nhân sư, sư không có kiên nhẫn để sư hướng dẫn, sư không có kiên nhẫn để sư thay đổi cái tà kiến của họ, sư không có kiên nhẫn để sư giúp, thì sư để họ qua một bên. Ai đại căn, đại phước, đại hạnh, đại nguyện thì giúp họ đi ha, để họ một bên. Cái sức của mình giúp họ không được thì để họ qua một bên, ngoài kia còn rất nhiều người để cho mình giúp. Không có lý do gì đó mà sư dành nhiều thời gian để giúp một người mà họ không muốn giúp, trong khi đó có rất nhiều người chờ sư giúp, có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của mình, có rất nhiều người mà mình có thể độ thì mình độ họ trước. Thành ra là đây là cái lời khuyên của sư dành cho quý vị trong cái trường hợp này.